Chào mừng các bạn đã trở lại với Mẹo Hay iOS và Android. Hôm trước mình có làm một cái video clip để hướng dẫn cho các bạn cách để thay đổi cái bong bóng chat trên ứng dụng Messenger. Nó từ hình vuông nó trở lại thành hình tròn mặc định. Thì trong video này mình sẽ làm tiếp về cái cách fit bong bóng chat trên cái ứng dụng Zalo ha. Thì đây mình sẽ lấy một cái máy điện thoại khác, mình nhắn tin Zalo qua cho máy này cho các bạn xem thử cái bong bóng chat bên Redmi này nó hiển thị như thế nào nha. Đây nè, nó cũng là hình vuông như vậy nha các bạn. Thì nhìn nó không có được đẹp và nó khá là chướng mắt. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm cách để chúng ta fit cái bong bóng chat trên Zalo này trở lại thành hình tròn luôn nha các bạn. Đầu tiên các bạn truy cập vào cái link ở trong phần mô tả video, các bạn tải cho mình cái file APK Zalo này nha. Mình để cái file này ở trong phần mô tả video. Rồi các bạn cứ tải về máy đi. Rồi sau khi mà tải về xong thì bây giờ nếu mà trên Zalo của các bạn có những cái tin nhắn quan trọng thì các bạn vào Zalo nè, bấm vào cái hình cá nhân, bấm vào cái bánh găng và chúng ta sao lưu cái tin nhắn đi nha các bạn. Nè, bấm tiếp tục và sao lưu. Rồi các bạn chọn cái tài khoản Gmail để chúng ta lưu cái tin nhắn Zalo đó. Bạn chọn tài khoản nào thì chọn rồi bấm tiếp tục. Thì lúc này chúng ta đặt mật khẩu cho bản sao lưu ha. Bạn đặt như thế nào cũng được, tùy theo các bạn thôi. Đặt mật khẩu xong thì chúng ta bấm tiếp tục để cho nó sao lưu những cái tin nhắn của các bạn lại nha. Để chúng ta một chút xíu nữa chúng ta khôi phục tin nhắn thì nó không có bị mất. Zalo thì nó khác đối với Messenger nha các bạn. Zalo thì các bạn phải sao lưu tin nhắn lại. Rồi, bây giờ nó đã báo sao lưu xong rồi nè. Sao lưu xong rồi thì bây giờ các bạn gỡ cái Zalo trên máy này ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ nó ra. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ cập vào cái file APK mà các bạn đã tải về sẵn ở trong cái đường dẫn mô tả video mình đã để đó. Thì chúng ta bấm vào cái file APK này chúng ta cài đặt nha. Tính tên. Rồi, mở. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập lại nha. Rồi, lúc này thì các bạn nhập vào cái số điện thoại với lại mật khẩu của các bạn vào. Thì lúc này Zalo nó hỏi chúng ta có muốn khôi phục cái tin nhắn cũ hồi nãy chúng ta đã sao lưu không, thì các bạn bấm vào đồng ý nha. Xác nhận. Rồi nhập mật khẩu của bản sao lưu lúc nãy chúng ta vừa đặt đó các bạn. Nhập xong thì bấm xác nhận rồi cấp quyền nha. Rồi bây giờ thì trong Zalo nó sẽ hỏi chúng ta là có muốn mở tính năng chat không, chat mini chat không nè. Thì các bạn chọn giờ không hiển thị lại thông báo này, bấm đồng ý. Nó sẽ đưa cho chúng ta qua cái vùng cấp quyền. Chúng ta sẽ chọn cái Zalo trong cái danh sách này và bật cái công tắc này lên. Rồi như vậy là chúng ta đã thiết lập Zalo lại xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử với cái một máy khác, chúng ta sẽ nhắn tin qua thử xem cái bong bóng chat nó đã trở lại hình tròn chưa nha. Đó thì như các bạn đã thấy thì bây giờ Zalo nó đã trở lại hình tròn nè các bạn. Bong bóng chat Zalo nó thành hình tròn rồi nè. Cái lỗi mà bong bóng chat trên Zalo Messenger này nó hiển thị hình vuông á là do Zalo với lại Messenger nó update lên phiên bản mới, nó chưa tương thích hoàn toàn với cái MIUI trên những thiết bị Xiaomi và Redmi đó các bạn. Thì sau khi mà chúng ta fit thì cái bong bóng chat nó trở lại hình tròn như vậy rồi nè. Thì các bạn vào Play Store nha. Các bạn chọn cho mình setting và cài đặt đó. Cái dòng auto update này nè, các bạn chọn cho mình là đông auto update nè, không tự động cập nhật ứng dụng. Để nó giữ cái phiên bản fit bong bóng chat này cho chúng ta luôn. Chứ nếu mà các bạn bật auto update thì khi có phiên bản mới nó up lên thì nó cũng bị lỗi bong bóng chat hình vuông lại đó các bạn. Giờ mình thử lại nha. Rồi. Thì cái cách fit bong bóng chat trên Zalo này nó cũng tương tự như cách mà chúng ta đã fit cái bong bóng chat trên Messenger ha.
các bạn chỉ cần tải cái file VK phiên bản cũ mà lúc mà nó chưa có bị lỗi cái bong bóng chat đó, thì nó sẽ trở lại hình tròn. Rồi các bạn tắt cái tính năng tự động update trong Play Store đi nha. Nếu mà các bạn bật tính năng tự động update thì nó lên phiên bản mới thì nó sẽ lỗi nữa. Thì chúng ta phải đợi cho Xiaomi hoặc là Redmi tối ưu hệ thống MIUI với những cái phiên bản Zalo và Messenger mới thì mới có thể khắc phục được hoàn toàn nha. Bây giờ chúng ta thì chỉ còn cách là sống chung với lũ và là phải tải những cái phiên bản file APK cũ để có thể mà fix lỗi bong bóng chat. Thì những cái file APK cũ này mình để trong phần mô tả video hết, các bạn chỉ cần tải về trước khi gỡ Zalo trên máy ra, thì các bạn nhớ sao lưu dữ liệu, sao lưu tin nhắn hình ảnh gì đó, rồi đăng nhập vào và sử dụng tính năng bong bóng chat hình tròn bình thường. Rồi một vấn đề nữa, trên cái ứng dụng Zalo này mà có một bạn với cái tên là Triệu Huỳnh có nhắn cho mình như sau, là khi mà bạn bật cái chế độ rung trên điện thoại thì trên Zalo khi mà nhắn tin thì sẽ có rung, nhưng mà khi mà có cuộc gọi đến thì Zalo nó không rung, thì thành ra bạn hơi bị miss những cái cuộc gọi Zalo khi mà bạn đi hội nghị. Thì để mình hôm nay mình cũng xem thử coi Zalo nó có bị lỗi như vậy không, và mà chúng ta cũng sẽ tìm cách khắc phục luôn nha các bạn. Bây giờ thì trước tiên mình sẽ bật cái Redmi K40 Gaming của mình vào chế độ im lặng nè. Rồi trước tiên, trước khi mà mình thử những cái đó thì mình sẽ bật hết những cái quyền cho Zalo nha. Bây giờ các bạn ấn vào Zalo nè, chọn vào App Info và các bạn bật cho Zalo cái quyền Auto Start nha. Rồi dòng Permission nè, dòng Permission các bạn cho nó cái quyền là Match Phone Call, chọn On Way Sau nha. Accept Phone App nè, chọn On Way Sau. Những cái này các bạn bật lên On Way Sau nha, On Way Sau. Cái này chọn Notify, Home Send Circuit Notify. Sau Unlock Send thì các bạn bật cho nó On Way Sau nha. Rồi cái dòng này cũng là On Way ở lâu luôn. Rồi tiếp theo thì cái dòng Battery Saver này các bạn chọn cho Zalo nó lên No Rejection nha, để Zalo nó hoạt động cho nó ổn định, nó không bị miss thông báo nhiều đó. Và chúng ta ấn giữ vào. Bây giờ chúng ta vuốt cái thanh đa nhiệm lên, chúng ta khóa đa nhiệm cho Zalo như vậy luôn nha các bạn. Ấn vào cái hình ổ khóa kế bên đó để cho nó khóa ra đa nhiệm Zalo như vậy luôn nè. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ nhắn tin thử xem coi Zalo nó có rung không nha. Đó thì theo mình thấy là Zalo có rung nha các bạn. Rồi bây giờ mình tắt cái này, bây giờ mình điện thoại thử nè. Rồi bây giờ Zalo vẫn có rung luôn nha. Thì bạn Triệu Huỳnh ơi, thì nếu mà bạn đang gặp cái tình trạng mà Zalo của bạn á, khi mà bật chế độ im lặng chỉ có rung khi nhắn tin, thì bạn bật những cái quyền nãy giờ mình thực hiện trên Zalo này nha. Bạn bật theo những cái quyền đó thì khi mà có cuộc gọi đến thì máy của bạn sẽ nhận cuộc gọi và sẽ rung. Thì hiện tại là máy mình đang rung nè, có rung nha. Rung thì các bạn có lẽ không nghe thấy qua video đâu, nhưng mà mình cảm nhận, mình cảm thấy thì nó có rung. Và mình thực hiện 2-3 cuộc gọi liên tục thì nó vẫn có rung nha. Mình gọi lại lần nữa, đây nó cũng vẫn có rung. Thì bạn nào mà Zalo khi mà bật cái chế độ hội nghị im lặng đó mà khi nhắn tin chỉ có rung, còn khi có cuộc gọi thì không rung, làm cho các bạn bị miss call Zalo đó, thì các bạn bật thêm những cái quyền lúc nãy giờ mình bật nha. Các bạn cứ làm theo những cái quyền mình cấp cho Zalo đó thì các bạn sẽ fix được cái lỗi này. Còn một vấn đề mà nó có thể ảnh hưởng tới cuộc gọi trong chế độ im lặng thì các bạn vào cài đặt nè, bạn nhập trên thanh tìm kiếm cho mình cái dòng Duration nha, là rung đó. Rồi chúng ta tìm kiếm nè, các bạn chú ý vào dòng đầu tiên nè, rung khi có cuộc gọi nè, các bạn bật nó lên nha. Ở đây nè, có khi là các bạn quên bật cái dòng rung khi có cuộc gọi và là rung trong chế độ im lặng nè, bật nó lên để khi mà có cuộc gọi trong chế độ im lặng thì chúng ta vẫn nhận được cái rung nha các bạn. Rồi còn cái dòng thứ ba nè, bạn cũng chọn cho nó on nha. Rồi thì bạn chọn ba cái dòng ở trên này cho nó on hết, thì trong cái chế độ im lặng những cái cuộc gọi của các bạn nó vẫn có rung. Thì cách khắc phục có lẽ nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì video của mình chỉ có nhiêu đây thôi, đến đây là hết ha. Thì các bạn thấy video hữu ích thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển và hoàn thiện hơn.
Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.